đây có mấy chiếc xà lan lên một dây luôn các bạn ơi, đi hàng khô không nha. Còn chiếc đây, chiếc đá đang vượt nè. Còn dưới đây nè, đó đây nè, con chiếc chở thùng container nó đang đi lên đây hay đi xuống dưới ta. À, đi xuống dưới kia ha. Đi lâu dữ lắm mà nãy giờ đi còn thấy đây. Ở đây còn thấy. Đang vượt. Đang vượt nên nạp tiếng gai cũng lớn nha các bạn. Gai cũng lớn nha. Cái này của Cần Thơ luôn các bạn. Chiếc bên kia của An Giang rất lớn luôn các bạn ơi. Mặt nước tới luôn là 4 mét luôn nha các bạn. Chiếc này của An Giang 22369 ha. Chiếc này chở giống như là bột thôi vậy ha. Nó mà chắc nhìn trắng nè. Rồi vừa qua đó xong giảm ga. Ở đây có chiếc bon mini nè, chiếc tàu kéo đẩy hay sao nha. Ở đây lên nguyên một dây luôn nè. Đó. Lên nguyên dây lên nha các bạn. Nhưng mà mấy chiếc nhỏ không nha, không có xe lớn, không có chiếc tàu lớn. Không có tàu lớn coi cũng không đã ha. Chiếc này chiếc của An Giang là chiếc này nó lớn các bạn. Chiếc này bị dài nha. Chiếc này bị dài còn 60 m, trên 60 m á. Đây chiếc bô lên tới nè. Wow, bên đây có chiếc đẹp quá các bạn ơi. Đây hàng khô nè. Đây tổng quan em nói nha. Ồ, quá trời chiếc này đẹp luôn rồi. Chiếc này của Tiền Giang 17469. Còn thấy biển số quen với ta. Thấy biển số rất quen luôn các bạn. Chiếc này thấy vậy tầm cũng cỡ ngàn rưỡi tấn các bạn ơi. Cỡ ngàn rưỡi tấn nha. Ủa? Chiếc này tầm từ giá ngàn rưỡi tấn cho lên á. Chiếc này mặn nước bèo vô từ giá 3m6, 3m8 các bạn. Từ giá 3m8 nha. Chứ là mặn nước bèo gì cũng từ giá 3m8 các bạn ơi. Của Tiền Giang luôn nha. Bạn thấy nó rất dài luôn nè. Đó. Quay mà mình nhìn đâu không có gì. Trời ơi, động cơ bự. Đâu rồi. Động cơ hấp rất bự luôn nè. Cuốn rồi. Đại công ngồi trên ha. À,
Đi nước ngược các bạn, đi nước ngược nhẹ nhàng quá ha. Ở đây của chiếc của Tiền Giang nữa nè, lên nguyên dây luôn nha. Chiếc này là 209 nha các bạn. Đây chiếc nữa nè. Ở chiếc vỏ composite đó, trước chiếc nè, ở trước chiếc xà lái chiếc nữa. Chiếc này cabin nó dài ghê luôn các bạn, thấy cabin dài không? Chiếc còn trước hư hay gì à, kéo lên ha. Đây ông bán dừa, ông quay đầu là ông ngược theo nè. Đó. Là có người mua dừa ha. Đây là bán dừa dạo nè. Ở đây còn chiếc nữa nè. Vĩnh Long nha. Còn giảm ga. Wow, chiếc bên kia đẹp quá. Chở hơi thấm thôi mình không quay hết các bạn. Tăng ga lên tiếp. Lấy mũi qua bên kia ha.